Để đây, từ yên đấy, để yên đấy nha, để lấy cái ghế dành phát. Cái bừng này mấy đứa không ăn được. Em ăn mấy cái bừng này bị họ. Nhỏ nước dãi vào quần anh. Sau mua nhiều hơn nhá, một cái bánh mì đấy để chia ra chúng nó, nếu mà cái bánh mì này mà cho chúng nó ăn thì một con nó phải ăn được 2 cái, có thể là ăn nhiều hơn nhưng mà cho ăn nhiều nhất thì chỉ cho ăn đến 2 cái thôi. Ok hết rồi, còn chảy rãi gì nữa, hết rồi, hết rồi. Ok, chán tiếp mà biết một cái còn Yumi ngồi đấy, yên đấy, yên nha, để đây, yên đấy, để yên đấy nha, để lấy cái ghế dành phát. Ok, Mỹ cứ ngồi yên đấy. Mình ngồi đây được mà. Thôi mi cứ ngồi đấy, mi lên ghế ngồi đi, mi lên cạnh Messi ngồi đi, mi lên cạnh con Messi mi ngồi đi, mi lên ghế, đi là mi lên ghế ngồi tử tế, si, mi lên, đây, ở đây,
đấy, ngồi xuống đi, Vi ngồi xuống. Ừ, đây của Mi đây, của Mi đây. Mi ăn đi để cho con em ăn với, nhanh lên là ăn để cho con Siro nó còn ăn. Ờ, Mi. 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 Có nhất thiết là phải thế con Mi. Mi. Mi ăn đi. Ờ. Ăn đi, cầm chặt. Mi. Ừ, ăn đi. Để cho các em ăn cùng với cho nó vui. Mi không chịu ăn thì chúng nó cứ phải ăn miếng bé. Này. Ok. Chạy người ta đi. Người ta đang thì gì đó. Mi. Thì á, cầm cẩn thận. Đập thế bây giờ. Không ngoan tham đâu. Mi. Ăn tham ăn vội thế là ăn đấm đấy. Coi cái là tí. Siro. Pila. Merci. 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 Siro. 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 Pila. Khi nào phải gọi tên thì mới được ăn chứ. Siro. Merci. 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 Đây. Đi lại. Merci. Đi lại. Merci. 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 Siro. Yumi. Vì ăn miếng này hơi to đấy, vì là Siro. Merci. Yumi. À đây, Pila. Nhầm tên. Anh trêu một tí thôi chứ gọi cái này chúng ai đi. Merci này. Pila. Siro này. Yumi đứng thân rất là bé, ăn cho nó vui mồm. Ok. Ăn hết thì nhá. Hết rồi, hôm nay là chúng ta ăn hết bánh quy rồi đấy. Đây là gói bánh quy cuối rồi. Ngồi yên đấy. Đánh chụp kiểu ảnh kỷ niệm. Nào, tất cả nhìn vào đây nào. Nào, ăn xong rồi nhìn vào đây. Chụp kiểu ảnh kỷ niệm. Cả con Mi nữa. Con Siro nhìn vào đây, tập trung vào đây nè. Làm kiểu ảnh, ăn xong rồi thì bây giờ đến lúc là phải chụp ảnh. 1 2